Xin chào mấy anh chị em trên trang YouTube của Nguyễn Tuấn. Thì hôm nay thì em có làm cái chủ đề về làm các món ăn ở miền Tây. Thì em mời các anh chị và những bạn bè trên YouTube và Facebook thì tham gia và theo dõi và kênh của em. Hôm nay em sẽ chính thức làm chủ đề món ăn ở miền Tây. Thì mời những mấy anh chị tham gia và video và xem video thật là đầy vui vẻ và thưởng thức những món ăn ở miền Tây. Ở đây sau lưng trung thành nhà em này, ở đằng sau vườn thì mời mấy anh chị và theo dõi qua video nhé. Máy bay mấy anh chị, chúc mấy anh chị mình một ngày vui vẻ. Mình xin chào mấy bạn, xin chào toàn thể anh chị em thân mến trên trang YouTube của Nguyễn Tuấn. Hôm nay thì Nguyễn Tuấn sẽ làm cho mấy bạn và quầy một món đó là ở miền Tây của mình, đó là món là cá lau kiến luộc xả với mà củ cải trắng. Thì mình sẽ đang quay trước mặt của mấy bạn là đang làm những mà gia vị quầy cá. Hiện giờ đang là để mà mấy con xả vô, ớt vô, đang để xả với mà ớt vô. Hiện giờ em đang mà để gia vị vô nghe mấy anh chị. Cá lau kiến hiện giờ em đang để gia vị vô, ốp gia vị vô nè, có những mà gia vị ớt rồi mà có xả, ớt rồi xả với mà chút xíu nữa là luộc với mà củ cải trắng. Em mời những mấy anh chị và những bạn bè trên trang YouTube mà những ngày qua đã ủng hộ cho em và những mấy bạn nào mà sáng nay đã ủng hộ cho em thì vào video của em để tham gia và theo dõi và để lại cho em là lời mà nhận xét và em cũng chân thành và em cũng cảm ơn ạ. Hiện bây giờ em đang mà bật mà chỗ bếp ga lên nghe mà mấy anh chị. Em đang bật lên bếp ga. Hiện giờ em đang mà để tỏi vô. Em đang để tỏi với đầu em đang bật bếp ga để mà dầu ăn vô. Nè anh chị, đây là một dĩa mà cá lau kiến nào nè anh chị. Ở miền Tây của em á, ở miền Tây mà chỗ mà nó sông nước của em á, ở miền Tây sông nước của em thì có những các món ăn mà ở miền Tây rất là mà gia vị. Thì những mấy anh chị em nào ở mà miền Tây á, thì cũng biết về những cá này rồi đúng không? Bây giờ những mấy bạn nào ở thành phố, những mà mấy bạn nào ở ngoài xa thì dòng cá đó, con cá này thì nó chưa có biết. Thì hôm nay thì em sẽ làm chính thức và làm cái mà món ăn con cá này. Đây là một con cá lau kiến.
Chưa, chưa. Mới để vô xin giận nha. Quay tỏi nữa. Quay nồi tỏi nữa. Để nước vô. Em thì cũng chân thành cảm ơn những anh chị, những bạn bè đã và ủng hộ đăng ký kênh cho em. Em cũng rất là quý báu những mấy anh chị, và em cũng chân thành em cảm ơn những mấy anh chị. Em chân thành và cảm ơn những mà anh chị mà ở bên mà nước ngoài, những mấy anh chị bên nước ngoài và đã và theo dõi em và kênh em và xem video em. Thì em cũng chân thành và cảm ơn ạ. Thì bây giờ em đang để mà gia vị vô nè mấy anh chị. Đường, bột ngọt. Thấy không? Muối. Muối vô. Hành ô vô. Hạt nêm vô. Cá lô kiến vô. Thì bây giờ em đang để cá lô kiến vô nghe mà mấy anh chị. Quay ngay nồi nước sôi. Bây giờ nước đang sôi rồi. Bây giờ em đang quay cá lô kiến, bây giờ em đang mà ướp gia vị để cá lô kiến vô. Đó. Bây giờ trước mắt của mấy anh chị là hiện giờ đang xem trước mắt là một nồi cá lô kiến luộc sả với mà ớt với mà sả. Thì bây giờ em đang để củ cải vô nghe mấy anh chị. Em đang để mà củ cải vô. Củ cải vô nè, thấy không? Sả nè, củ cải nè. Thì em mời những anh chị, những bạn bè tham gia và ăn cùng cá mà lao kiến mà quý em. Hôm nay thì em chưa làm món cá lao kiến thì đãi mấy anh chị dùng bữa. Cá lẩu kiến này nè mấy anh chị, em mà gà ở ngoài đồng mấy anh chị, em ra ngoài đồng á, em ra ngoài đồng á em bắt á. Cá này, cá lẩu kiến này là nó ăn với thiệt là da nó mấy chị. Nó bằng mà nó thịt gà như vậy đó. Em xin chào mấy anh chị nha, xin chào mấy anh chị và toàn thể anh chị em thân mến. Hiện bây giờ em đang quay cái phong cảnh ở mà trong miền Tây của em. Hiện bây giờ nhà em đang ở trong miền ở mà nói chung kinh. Hiện bây giờ nhà em đang ở chung kinh. Ở đây quê của em, đây là quê ở mà miền Tây. Đây là nhà của em. Miền Tây gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về nghe mấy anh chị. Nhà ở miền Tây nha, yên tĩnh,
có những hàng cây bóng mát rất là mà im dịu. Hiện bây giờ là em đang quay lại mà nguyên cái nồi cá. Em đang quay lại cái nồi cá nha mấy chị, nồi cá lẩu kiến của em. Hiện bây giờ em đang mà gấp cá ra mà lẩu kiến ra. Ôi ơi, cá kiến ngon quá mấy chị ơi, em mời mấy chị nha. Đây là mẹ của em. Hiện giờ đây là mẹ của em nha. Mẹ em hiện giờ đang bưng cái dĩa cá lẩu kiến lên. Đó. Cá lẩu kiến hiện giờ đang ở trước mặt của anh chị. Hiện vậy cá lẩu kiến là nó đang mà chín rồi, bây giờ em đã để em dĩa rồi. Bữa nay là cá lẩu kiến luộc xạ với mà ớt với mà củ cải trắng. Mời với mẹ, mời mấy anh mấy chị đây mà. Em mời mấy anh mấy chị ăn cùng em nha. Em mời cả nhà ăn cá lẩu kiến cùng em. Làm rồi ăn luôn. Cái đậu nhìn cá sấu luôn. Nặng canh vô không? Có. Thôi con mẹ ăn đi, con này con ngừng được, tạm ngừng được, tại nãy con có nãy nè, nãy con có cái phần mà nó giới thiệu được rồi. Được chưa? Lulu, đây là con Lulu em nghe mấy chị. Đây là con Lulu của em, Lulu Lulu. Này nè. À, Lulu. Nhìn nó giống như con cá sói với con chó sói mà vậy mà mấy chị. Thôi bây giờ là phần video này em thì nó cũng mà nó tạm dừng tại đây. Chúc mấy anh chị xem video và thật là đầy vui vẻ và clip về thật là đầy vui vẻ. Chúc anh chị mình một buổi chiều vui vẻ và xem video vui vẻ nha. Tạm biệt mấy anh chị, chúc anh chị mình làm kênh YouTube mà thật là đầy mà vui vẻ ha.